Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai vừa cho biết sẽ tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phục vụ vận chuyển khách trong các dịp lễ Tết năm 2024. Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải như chỉ đạo các đơn vị vận tải duy trì đảm bảo các điều kiện kinh doanh vận tải, thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các quy định pháp luật về kinh doanh vận tải, đặc biệt là hoạt động kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng, chấn chỉnh xử lý xe trả hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến, Tổ chức kêu gọi và lựa chọn đơn vị khai thác các tuyến đang ngừng hoạt động và các tuyến mở mới theo danh mục mạng lưới tuyến cố định, tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Cùng với đó, Sở Giao thông vận tải sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành quy định về hỗ trợ lãi suất vay tại tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện, kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.